À, chúng ta sẽ tiếp tục với bài tính từ. Trước tiên thì cũng sẽ là một số loại tính từ thường gặp. Tính từ được chia ra làm nhiều loại, có thể nói là 6 loại. Trong đấy sẽ có các loại như sau. Thứ nhất đó là tính từ miêu tả. Các bạn thường là sẽ hay gặp tính từ miêu tả. Chính vì vậy mà các bạn nghĩ là tính từ là chỉ có tính từ miêu tả thôi. Nhưng mà thực tế ra tính từ còn các loại khác nữa. Tính từ miêu tả các bạn gặp rất nhiều. Ví dụ một ca sĩ rất là đẹp trai thì là handsome mà singer đúng không ạ? Hoặc là một cô hoa hậu rất là xinh thì là beautiful gì đó. Hoặc là cái đồng hồ của tôi là bằng vàng. Bằng vàng đấy là miêu tả rồi, golden. Hoặc là một bà già rất là béo đúng không ạ? Thì tính từ sẽ là fat. Hoặc là một cậu bé rất là thông minh, a clever boy. Hay là cơn mưa nặng hạt là the heavy rain. Heavy là tính từ nặng hạt, cơn mưa nặng hạt. Nhưng ngoài ra tính từ còn có những loại khác nữa mà đôi khi các bạn không nhận ra. Ví dụ như tính từ chỉ định, ví dụ như là quyển sách này là this book, quyển sách kia là that book, hoặc là những bông hoa này these flowers, hoặc những bông hoa kia those flowers, vân vân. Rồi tính từ bất định, ví dụ như là each, every, some, any, no, few, vân vân. Thì đấy là những cái tính từ bất định. Chúng ta sẽ nghiên cứu rất là kỹ vào các cái tính từ và đại từ bất định ở các bài sau. Rồi số từ, ví dụ như là 2, 3, 4, ví dụ như là hai cô gái là two girls, rồi ba người là three people thì two, three, four, five, đấy là số từ. Rồi các cái tính từ nghi vấn, ví dụ như là which, what, whose, chúng ta cũng sẽ học kỹ hơn ở trong bài tính từ nghi vấn, hoặc là trong bài đại từ, câu số, hoặc là trong bài mệnh đề quan hệ nữa. Cho câu số 6 đó là tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu thì có rất là tất cả các ngôi đều có tính từ sở hữu, ví dụ như là tôi là ai, của tôi là my, bạn là you, của bạn là your, của anh ấy là his, của cô ấy là her, của họ là their, của chúng tôi là our. Tất cả những từ đó là tính từ sở hữu. Đấy là tất cả các cái loại về tính từ mà chúng ta đừng nghĩ đơn thuần là chỉ có tính từ miêu tả thôi. Thứ hai là chúng ta sẽ đi vào một số các cái quy tắc cấu tạo nên tính từ. Cũng giống như trong bài danh từ, ví dụ như khi các bạn dùng tính từ happy, các bạn đổi sang danh từ sẽ là happiness. Đuôi -ness đấy là đuôi danh từ. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ học một số các quy tắc để cấu tạo nên tính từ. Một, đó là tính từ đơn. Tính từ đơn được hình thành bằng một số cách sau. Thứ nhất là danh từ mà các bạn cộng thêm đuôi y. Danh từ cộng thêm đuôi y thường sẽ mang nghĩa là nhiều, nhiều cái gì đó. Ví dụ, rain là danh từ mưa. Chúng ta thêm y dài vào thì sẽ thành tính từ rainy, có nghĩa là nhiều mưa. Ví dụ vào mùa hè thì trời rất là nhiều mưa, hay mưa. It is rainy in the summer. Rồi, ví dụ như là từ fog là sương mù. Sương mù, thế thì foggy sẽ là nhiều, nhiều sương mù. Hoặc là cloud là mây. Chúng ta cũng có thể thêm y dài để tạo nên tính từ cloudy là nhiều mây. Ví dụ như là thời tiết ở Hà Nội hôm nay rất là nhiều, nhiều mây. It is cloudy in Hà Nội today. Cách thứ nhất là như vậy. Cách thứ hai, chúng ta có thể dùng danh từ cộng thêm đuôi ly. Với cái trường hợp này, tôi rất muốn các bạn phân biệt rõ giữa tính từ với trạng từ. Sau này chúng ta học bài trạng từ thì các bạn thấy là trạng từ cũng được hình thành có đuôi ly, nhưng mà là thêm ly vào sau tính từ. Thế còn nếu như các bạn dùng danh từ thêm đuôi ly thì sẽ tạo nên một tính từ. Và đừng nhầm giữa tính từ có đuôi ly và trạng từ có đuôi ly. Ở đây, danh từ thêm đuôi ly ví dụ friend là bạn. Friendly
sẽ là tính từ nghĩa là thân thiện, friend, friendly. Rồi, love, danh từ tình yêu đúng không ạ? Lovely là tính từ đáng yêu, đáng yêu. Một cách nữa, đó là chúng ta có thể dùng danh từ cộng thêm đuôi full hoặc là list. Đuôi full sẽ trái ngược với đuôi list để chúng ta tạo nên một tính từ. Ví dụ, danh từ chăm sóc, đó là danh từ care. Nếu như các bạn thêm full thì chúng ta sẽ được tính từ cẩn thận là careful, careful. Còn nếu như chúng ta thêm đuôi list thì chúng ta sẽ được tính từ cẩu thả là careless, careless. Hoặc là home là nhà. Nếu như các bạn thêm tính từ thêm đuôi list thì chúng ta sẽ được tính từ là homeless, tức là vô gia cư, vô gia cư, không có nhà và vô gia cư. Một cách nữa, đó là chúng ta dùng danh từ thêm đuôi -n để tạo nên tính từ. Tính từ này thường chỉ chất liệu và mang nghĩa là làm bằng cái gì. Ví dụ, gold là vàng, hay cái đồng hồ của tôi làm bằng vàng, các bạn thêm -n sẽ thành là golden. Cái bàn được làm bằng gỗ, thế thì chúng ta có danh từ wood, chúng ta thêm -n sẽ được tính từ wooden là bằng gỗ. This is an wooden table, một cái bàn làm bằng gỗ. Tiếp theo là danh từ có thể cộng thêm đuôi -ish để tạo thành tính từ, thường mang nghĩa là hơi hơi như thế nào đó. Ví dụ là fool là thằng ngốc, thì tính từ ngốc nghếch đó là foolish. Ví dụ như là tôi, cô ấy thường rất là ngốc trong tình yêu chẳng hạn, foolish, được chưa? Và cuối cùng, danh từ thêm đuôi some cũng để tạo nên tính từ. Chúng ta gặp rất nhiều từ thông dụng, ví dụ như danh từ trouble là danh từ rắc rối. Chúng ta thêm đuôi some sẽ được tính từ là troublesome, thật là rắc rối. Sao mà bạn rắc rối thế? You're troublesome, you're troublesome, đúng không ạ? Rồi, một từ cuối cùng, đó là từ quarrel. Quarrel, quarrel ở đây là danh từ cãi nhau. Thế thì hay cãi, gây tranh cãi là quarrelsome, quarrelsome. Đây là một số cách cấu tạo nên tính từ rất là thông dụng. Và tôi hy vọng là các phần này cũng sẽ giúp cho các bạn có thể nhận biết được đâu là tính từ. Chúng ta sẽ tập đọc bảng này. Rain, rainy. Fog, foggy. Nhớ từ này chúng ta sẽ phải gấp đôi G trước khi thêm y dài. Cloud, cloudy. Friend, friendly. Love, lovely. Care, careful. Careless. Home, homeless. Gold, golden. Wood, wooden. Fool, foolish. Trouble, troublesome. Quarrel, quarrelsome. Thứ hai, đó là tính từ ghép. Tính từ ghép cũng có rất là nhiều cách. Ở đây tôi giới thiệu cho các bạn ba cách chính. Thứ nhất, đó là dùng trạng từ rồi cộng với phân từ hai để tạo nên một tính từ. Đấy. Vì cách dễ nhất, từ dễ nhất mà các bạn có thể nhớ được, đó là từ well done. Ví dụ, một công việc được làm tốt, a well done work, a well done job. Đừng dùng work, dùng job. A well done job, một công việc được làm tốt. Thì well ở đây là trạng từ và done là P2. Có rất là nhiều từ khác có thể được cấu tạo từ
công thức này. Các bạn cứ nhớ theo từ well done là well trạng từ done P2 thì sẽ nhớ được cái công thức tính từ này. Một số từ khác nữa, ví dụ một ngôi nhà mới xây nhé, là newly built. Đây là P2. Newly là trạng từ đúng không? New là tính từ, newly là trạng từ, built là P2. Các bạn cứ thế mà ghép lại, newly built là mới được xây. Mới được xây, a newly built house. Cách thứ hai để tạo nên một tính từ đó là dùng danh từ và các bạn cộng với P2. Ví dụ về cái câu này thì không nhiều lắm. Ví dụ như là một ngôi nhà lợp ngói là a tiled roofed house. Hoặc là một từ dễ hơn nhé, ví dụ một câu chuyện cảm động làm vỡ tim hoặc tan nát ấy, là ơ này heart broken đấy, story, một câu chuyện là gì rất là cảm động, tan nát cõi lòng đấy, thấy chưa. Cách tiếp theo đó là, cách này rất là thông dụng và các bạn bắt buộc phải nhớ cách này, đó là chúng ta sử dụng một nhóm từ để tạo thành một tính từ. Thực ra cái này cũng có thể gọi là danh từ ghép được, nhưng mà xếp vào tính từ ghép thì chuẩn hơn. Cũng như thế này, các bạn muốn nói là một cô gái 20 tuổi. Nếu như các bạn chưa học mệnh đề quan hệ thì các bạn có thể, nếu các bạn học rồi thì các bạn có thể viết là a girl who is 20 years old, đúng không ạ? Thế nhưng cái cụm đấy thì rất là dài, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cách này để viết, đó là a này, 20 này, year old girl, một cô gái 20 tuổi. Thì 20 tuổi này các bạn nhớ là không có S ở đây, không có S ở đây, mà chúng ta sẽ gạch liên tục như này thành tạo thành một nhóm từ, a 20 year old girl, không có S nữa. Hoặc ví dụ là một cuốn tiểu thuyết 12 chương chẳng hạn. Từ chương chúng ta đã học trong bài danh từ, đó là từ chapter. Chapter nào, một cuốn tiểu thuyết 12 chương sẽ là a 12 chapter novel. Và ở đây chapter cũng sẽ không có S nữa, mà chúng ta sẽ dùng ghép luôn, đó là 12 chapter novel. A 20 year old girl, a 12 chapter novel. Được chưa? Chúng ta đọc lại. Well done. Well done. Newly built, tile roofed, heartbroken, a 20-year-old girl, a 12-chapter novel. Ở phần tiếp theo của bài, chúng ta sẽ học tiếp về vị trí và chức năng của tính từ. Đây là phần trọng tâm của bài. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần trọng tâm của bài, đó là vị trí và chức năng của tính từ. Như chúng ta đã biết, danh từ thường là từ dùng hay chỉ vật hoặc là việc, một vật hoặc một việc nào đó. Thế thì tính từ là từ chỉ tính chất. Các bạn nhớ nhé, tính từ là từ chỉ tính chất của một vật hoặc việc nào đó. Thế thì như vậy tính từ sẽ đứng rất là sát sao với lại danh từ để thể hiện tính chất của danh từ đó. Vì vậy, hai cái vị trí quan trọng nhất mà các bạn phải nhớ đối với tính từ, đó là tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó, là vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai đó là tính từ có thể đứng sau động từ to be, cũng là để bổ nghĩa cho một danh từ nào đó. Hai vị trí này là hai vị trí khác nhau nhưng đó là hai vị trí quan trọng nhất. Thứ nhất đó là đứng đằng trước danh từ, trước danh từ. Ví dụ một cậu bé rất là thông minh sẽ là ơ clever boy, a clever boy. Ở đây boy là danh từ, clever sẽ là tính từ. Tính từ này bổ nghĩa cho danh từ này. Và các bạn nhớ là khi viết chúng ta cũng viết đúng chuẩn ngữ pháp luôn, tức là boy đây là danh từ đếm được số ít, chúng ta phải có mạo từ là a clever boy. Hoặc là bố mẹ tôi vừa mua 2 cái ô tô mới. Vâng, nhà tôi rất là giàu đúng không ạ? To này, new
Cái cause ở đây là danh từ đếm được số nhiều thêm s vào. 2 đây là mạo là số từ, và new ở đây sẽ là tính từ bổ nghĩa cho danh từ cause. Vị trí thứ nhất của tính từ đó là tính từ bổ nghĩa cho danh từ, đứng đằng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ. Tính từ chỉ tính chất của một vật việc nào đấy, cho nên sẽ phải bổ nghĩa cho danh từ. Vị trí thứ nhất đứng trước danh từ. Vị trí thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là danh từ sẽ đứng sau động từ to be, cũng để bổ nghĩa danh từ nhưng sẽ đi đằng sau động từ to be. Đằng sau động từ to be. Bản thân động từ to be thì nó sẽ mang nghĩa là thì hoặc là, và nó cũng thể hiện tính chất. Ví dụ tôi thì cao chẳng hạn, I am tall. Thế thì từ tall này là tính từ, nó cũng sẽ thể hiện là cho cái người này là tôi thì cao. Tính từ này cũng sẽ thể hiện tính chất của chủ ngữ đấy. Hoặc là tôi có thể viết lại câu trên là cái ô tô này, the cars, ô tô này thì rất là mới, the cars are new, the cars are new. Thế thì new ở đây cũng là tính từ và sẽ bổ nghĩa cho từ cars, chỉ có điều là nó không thành một cụm danh từ two new cars mà sẽ thành là the cars are new, sẽ thành một câu luôn. Đấy là hai vị trí thể hiện cái chức năng đặc biệt quan trọng của tính từ, đó là thể tính từ là tính chất của một vật một việc nào đó, nó sẽ bổ nghĩa cho danh từ. Và vị trí thứ nhất là đứng trước danh từ, vị trí thứ hai là đứng sau động từ to be. Một số trường hợp đặc biệt khác chúng ta sẽ rất hay gặp phải đó là các động từ linking verbs, hay còn gọi là các động từ nối. Linking verbs, các động từ nối. Các động từ nối này nói một cách đơn giản dễ hiểu thì nó là các động từ mà ngang ngang xem xem với động từ to be, tức là nó thể hiện tính chất. Các động từ nối này có thể bao gồm các động từ chỉ chỉ ra cảm giác. Ví dụ look là nhìn như thế nào, look là nhìn như thế nào, hoặc là hear, hoặc là sound là nghe thấy như thế nào, hear, hoặc là sound nghe có vẻ thế nào, hoặc là ngửi thấy là smell, ngửi đấy, rồi là có thể là vị giác là nếm là taste là nếm. Đây là các động từ chỉ ra cảm giác. Động từ nối còn có các động từ khác nữa thể hiện tính chất, ví dụ như là cảm thấy như là từ feel, hoặc là dường như là động từ seem, rồi động từ trở thành như thế nào là become, hoặc là động từ chuyển sang như thế nào là động từ turn, một số động từ khác nữa. Các động từ linking verbs này các bạn có thể hiểu nó xem như động từ to be, nó thể hiện tính chất. Ví dụ nhé, bạn trông thật là xinh đẹp, you look beautiful. Thế là sau các cái động từ linking verb này, vì nó giống như động từ to be cho nên các bạn cũng sẽ cộng với tính từ đằng sau các động từ này, cũng cộng với tính từ, tức là bạn trông rất là xinh đẹp, you look beautiful. Hoặc là tôi nghe thấy cái bài hát rất là hay, hoặc là từ sau là nghe, ví dụ hay dễ hơn này, ý kiến của bạn nghe có phải hay đấy, tôi muốn mời bạn đi ăn tối, cái ý tưởng nghe có vẻ hay đấy, it sounds good, hoặc là nghe rất là tuyệt, it sounds great. Sau từ sau cũng cộng với tính từ, được chưa? Hoặc là từ smell như là ngửi thấy mùi hắc hắc chẳng hạn, hoặc là taste là nếm, ví dụ cái món ăn này nếm có vẻ là bị thiêu rồi,
hoặc là cái sữa chua này nếm có vẻ chua hoặc it tastes sour, thì chúng ta cũng cộng với tính từ sau từ taste. Hoặc là feel, cảm thấy, ví dụ như là xem anh ấy diễn kịch không, tôi cảm thấy rất là buồn ngủ, I feel very sleepy, cảm thấy rất là buồn ngủ. Hoặc là seem là dường như, ví dụ như là câu chuyện đấy dường như rất là cũ rồi, it seems very old. Rồi become, trở nên, ví dụ sau khi chúng xổ số thì cụ già đó trở nên rất là giàu có. Yeah, she became very rich. Rich là tính từ, chúng ta sử dụng tính từ sau become. Rồi từ turn là chuyển sang, ví dụ khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ thì chúng ta phải dừng xe lại. Thì when the traffic light turns red thì chúng ta we have to stop gì gì đó, được chưa? Như vậy với chức năng này của tính từ thì các bạn chú ý cho tôi là tính từ sẽ bổ nghĩa cho danh từ, và một là nó đứng trước danh từ, hai là nó đứng sau to be hoặc là các linking verbs. Trường hợp đặc biệt khác nữa, ví dụ tính từ có thể được sử dụng sau các cái từ ngụ ý đo lường. Ví dụ cái bàn này dài 1 mét chẳng hạn. This table is a meter long, dài 1 mét. Thế thì chúng ta sử dụng tính từ long sau cái 1 mét này là từ ngụ ý đo lường. Đấy là trường hợp đặc biệt thứ nhất. Trường hợp đặc biệt thứ hai là tính từ được sử dụng sau các đại từ bất định, ví dụ như là anything, something hoặc là everything, vân vân. Ví dụ bạn có bất kỳ cái gì thú vị không? Do you have anything interesting? Dùng tính từ interesting sau đại từ bất định anything, được chưa? Hoặc là bạn có cái gì mới không? Do you have anything new? Do you have anything new? Thì new ở đây là tính từ và chúng ta sử dụng sau đại từ anything, được chưa? Rồi một số trường hợp đặc biệt khác nữa, ví dụ như là cấu trúc to keep somebody rồi cộng với tính từ, hoặc là to make somebody cộng với tính từ. Đây là các cái cấu trúc đặc biệt. Keep somebody cộng với tính từ nghĩa là cứ giữ cho ai làm sao đấy, hoặc là make somebody cộng với tính từ nghĩa là làm cho ai như thế nào đấy. Ví dụ anh ấy không bao giờ làm cho bố mẹ anh ấy buồn chẳng hạn. Đấy, he never makes his parents sad. Dùng tính từ buồn ở đây, sad. Hoặc là tôi luôn muốn làm cho bố mẹ tôi vui vui chẳng hạn. I always want to make my parents happy. Đấy. Hoặc là keep somebody attractive. Ví dụ như là quần áo dày hãy giúp cho chúng ta ấm vào mùa đông chẳng hạn. Thì là clothes, thick clothes can keep us warm in the winter. Thì keep us warm, thì warm là tính từ, và chúng ta sử dụng từ us ở đây thì sẽ giúp cho chúng ta có một cấu trúc là keep us warm, là giữ chúng ta được ấm vào mùa đông. Đấy là một số cấu trúc đặc biệt về tính từ. Thật ra là cũng còn một số cấu trúc khác nữa, nhưng chúng ta sẽ được học dần dần sau này. Tiếp theo, đó là phân từ làm tính từ. Phân từ thì có phân từ P1, đó là ing, và phân từ 2 là ed. Trường hợp này như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu ngay sau đây. Trường hợp này chúng ta chỉ được thêm ing hoặc ed vào sau động từ để chuyển thành tính từ trong trường hợp các động từ này mang nghĩa là làm cho ai như thế nào. Ví dụ một số động từ nhé. Động từ làm cho ai thú vị. Interest to interest somebody, làm cho ai thú vị. Thì động từ làm cho ai thú vị này sẽ có hai tính từ được
là thực hiện, được tạo ra từ cái động từ này. Đó là tính từ thứ nhất, interesting, và tính từ thứ hai, interested. Thế bây giờ tôi sẽ ví dụ một câu. Ví dụ, bộ phim này làm cho tôi rất là thích thú chẳng hạn. Thì câu đó như sau. This film interests me. Bộ phim này làm cho tôi thích thú. This film interests me. Như vậy thì bộ phim này sẽ có tính chất là gây hứng thú chủ động. Và tôi là bị gây hứng thú, bị thích. Thì chúng ta sẽ sử dụng interesting với từ phim. This film sẽ có hai cách. Một là this film is interesting. Bộ phim này rất là hứng thú. This film is interesting. Bộ phim này thì rất là hứng thú. Còn tôi bị thích, tôi bị gây hứng thú bởi bộ phim này sẽ là I am bị động. Dạng bị động, I am interested. Và quan trọng nhất ở đây là đi với giới từ in. In this film. Thông thường nếu trong bị động thì các bạn sẽ gặp từ này là từ by. Nhưng mà ở đây interested thì đi với in và tạo thành một cái cấu trúc tương đối hay. I am interested in this film. Tôi có hứng thú, tôi bị hứng thú, tôi bị gây hứng thú, tôi rất là thích cái bộ phim này. Và chúng ta nhớ cho tôi là sở dĩ người ta hay nói là tính từ đuôi in là đi với vật và tính từ ed là đi với người, là bởi vì là cái vật đó nó gây cái tính chất hứng thú là chủ động thì đương nhiên là in, thế còn người mà bị gây hứng thú thì sẽ phải đuôi ed là bị động. Đấy là lý do tại sao mà đuôi in là thường đi với vật và ed đi với người. Và cái động từ này, cái tính từ được tạo ra như thế này cũng chỉ trong trường hợp là rơi vào các động từ làm cho ai như thế nào thì mới có tính chất là cái đó thì nó như thế và tôi thì bị như thế. Luôn luôn chỉ có trong những trường hợp động từ làm cho ai như thế nào thì mới có được các động từ như vậy, các cái tính từ như vậy. Nếu như các bạn gặp nhiều cái động từ khác thì các bạn sẽ thấy là không phải động từ nào chúng ta cũng tạo ra được những từ như thế này. Và chỉ có những động từ như này thôi. Tôi sẽ ví dụ một số động từ khác nữa, giống như động từ to interest này. Thứ nhất, đó là từ to amuse. To amuse somebody, làm cho ai hài hước, làm cho ai buồn cười. Đấy. Thì sẽ có hai tính từ, đó là amusing và amused, đi với giới từ by. Amused, đi với by. Như vậy, như hai câu trên, chúng ta sẽ biết là amusing đi với vật, còn amused by là đi với người. Các bạn nhớ chưa? Tiếp theo là động từ to surprise somebody, làm cho ai ngạc nhiên. Các bạn nhớ là chỉ những động từ mang tính chất làm cho ai như thế nào. Surprise làm cho ai ngạc nhiên, surprise somebody. Ví dụ, bộ phim này làm tôi ngạc nhiên, this film surprised me. Thế sẽ có hai tính từ tạo ra, đó là this film is surprising và hai là I am surprised by the film. Surprised đi với giới từ at hoặc by. Tiếp theo, tương tự như vậy, các từ khác nữa, ví dụ như là từ bore, động từ to bore somebody, làm cho ai chán, thì sẽ có là hai tính từ là boring và bored. Boring đi với vật và bored đi với người. Bored thì sẽ đi với giới từ là with. Hoặc là động từ to disappoint somebody, làm cho ai thất vọng. Thì động từ này cũng sẽ có hai tính từ tạo ra. Một là cái gì đó gây thất vọng, vật gì đó gây thất vọng là is disappointing. Và tôi rất là bị thất vọng, tôi rất là thất vọng là I'm disappointed by cái gì đó. Chúng ta luyện tập một chút về bài tính từ này. Chúng ta có 5 câu. Hãy điền tính từ vào vị trí hợp lý trong câu trên. Và đây là hai trích lược trong đề thi đại học. Câu 1. Bring me something to drink. Tính từ chúng ta có là cool, là mát. Hãy mang cho tôi một cái gì
mát mát để uống. Và tính từ này sẽ đi vào sau đại từ bất định, something là đại từ bất định, sẽ đi vào sau something. Như vậy, bring me something cool to drink. Câu 2, the leaves turn in autumn. Yellow là tính từ vàng. Và chúng ta biết là chức năng của tính từ đó là bổ nghĩa danh từ. Thứ nhất, đó là đứng trước danh từ. Thứ hai là đứng sau to be hoặc là các động từ nối. Rồi kế đến mới đến là đứng sau các đại từ bất định. Ở đây các bạn sẽ dễ dàng điền vào đâu ạ? Yellow là tính từ, chúng ta sẽ điền vào trước danh từ leaves, đúng không ạ? Sai luôn. Ở đây chúng ta thấy là yellow là màu vàng. Nếu như các bạn sử dụng vào trước từ leaves, tức là những cái lá vàng, cái thơm là chuyển sang, cái lá vàng chuyển sang cái gì vào mùa thu? Đấy, sai. Vì vậy chúng ta sẽ phải dùng cấu trúc đó là turn cộng với tính từ. Turn là động từ nối, một trong các động từ nối của từ turn. Thế chúng ta sẽ chuyển là the leaves turn yellow in autumn mới là câu trả lời đúng. Tức là những chiếc lá chuyển sang màu vàng vào mùa thu. Như thế thì sẽ hợp lý hơn. Câu số 3, Shirley is a poet all over the world. Và chúng ta có tính từ famous. Famous là tính từ nổi tiếng. Shirley là một nhà thơ nổi tiếng trên toàn thế giới. Thế thì famous chúng ta sẽ đi bằng trước cái từ nhà thơ để bổ nghĩa từ này. A famous poet all over the world. Shirley là một nhà thơ nổi tiếng trên toàn thế giới. Câu số 4, constant rain kept the river. Chúng ta đã học công thức với từ keep. Keep quá khứ là kept. Kept something adjective. Adjective là tính từ. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng là kept the river full. Chúng ta sẽ để luôn ở cuối câu. Mưa thường xuyên lâu dài làm cho con sông đầy nước. Được chưa? Câu cuối cùng, wealth. Wealth là danh từ không đếm được, có nghĩa là của cải. Của cải không làm cho con người hạnh phúc, là wealth doesn't make man happy. Chúng ta sử dụng luôn ở cuối câu. Nếu các bạn không dịch được thì chúng ta vẫn có thể làm được câu này bằng cách sử dụng công thức make somebody adjective, làm cho ai như thế nào. Câu 16, trong một đề thi đại học nào đó chúng ta có câu như sau. We were really with the weather. Chúng tôi thì rất là như nào đấy với thời tiết. Chúng ta có bốn từ. A, disappointed là thất vọng. B, disappoint là động từ thất vọng. C, disappointing tính từ thất vọng. D, disappointment là danh từ sự thất vọng. Ở đây chúng ta thấy là were ở đây là động từ to be, chia thì quá khứ. Và ở đây sẽ thiếu một tính từ, đi sau to be là tính từ. Nhưng mà tính từ ở đây thì có một vài tính từ. A cũng là tính từ và C cũng là tính từ. Chúng ta loại được B với D. B là động từ và D là danh từ. Giữa A và C thì chúng ta thấy là đây chính là phân từ. Một phân từ chủ động, disappointing, và một phân từ bị động, disappointed. Chúng ta đã học phần này rồi. Chỗ này chúng ta chắc chắn sẽ sử dụng ý A với chủ ngữ là we. Chúng tôi rất là thất vọng. Chúng tôi bị gây thất vọng bởi thời tiết. Và thời tiết thì sẽ gì? Gây thất vọng và rồi thời tiết sẽ là disappointing. Còn chúng tôi là bị disappointed. Được chưa ạ? Câu cuối cùng, câu 27 trong một đề thi đại học nào đó, chúng ta có hai chỗ trống với câu hỏi thì sẽ thiếu một trợ động từ. Chủ ngữ của chúng ta là mangoes, là những quả xoài. Những quả xoài. Và động từ chính của chúng ta là động từ taste, là động từ nếm. Nếu các bạn còn nhớ thì taste là động từ chi giác cảm giác. Động từ chi giác cảm giác nằm trong số các động từ nối. Và với từ taste này thì chúng ta sẽ sử dụng một tính từ đi sau động từ này. Và trợ động từ mà đi với từ chủ ngữ mangoes sẽ là trợ động từ do. Do. Tính từ của sweet thì vẫn là sweet, không phải là sweetly mà phải là sweet. Như vậy đáp án đúng sẽ là ý C. Do these mangoes taste sweet? Sẽ là đáp án đúng. Phù hợp nhé. Do đi với chủ ngữ số nhiều
Và taste là động từ chi giác cảm giác phải cộng với tính từ. Tính từ ở đây là sweet. Như vậy chúng ta có thể làm đúng được các câu hỏi này một cách rất dễ dàng nếu như các bạn đã học qua bài tính từ. Đó là toàn bộ bài học của chúng ta ngày hôm nay.